Rồi, mình quay lại môn nốt nha. Đâu rồi nhỉ? Đây. À, cái này JavaScript tắt lại đi. Nhiều quá. Rồi, bên này. Quá trời. Rồi. Vậy trong môn này các bạn xác định các bạn học cái gì? Thực ra cái Node.js đó các bạn. Node.js. Thì có thể là nó là một open source hả các bạn? Open source. Tức là mã nguồn mở, nó có thể các bạn có thể là viết đủ thứ trên đó. Các bạn có thể là viết server, đúng không? Xong các bạn có thể viết web client ha. Web client. Đó. Thì các bạn cứ cài đặt các phần mềm vào hỗ trợ thôi. Nó gọi là middleware, hay mình gọi là các cái cô gọi là các cái module á, thường các bạn hay gọi là middleware ha. Các bạn cấu hình thêm vào. Nó làm được, nó vừa là server, vừa là client, rồi nó instant được đủ thứ. Các bạn cài node vào, có cái câu lệnh, có cái thư viện npm đó các bạn, để cài các framework khác, thư viện khác ha. Ok. Thì trong môn này các bạn sẽ dùng Node.js để viết API thôi. Node.js các bạn chỉ viết, tức là server thôi. Nó là server và dành để viết API thôi. API thôi. Hoặc mình gọi nó là REST API ha. Đấy. Mình phải xác định ngay từ đầu là như thế. Còn cái web client tùy các bạn có thể tự viết, muốn viết hay là tùy ha. Tự tìm hiểu hoặc là có gì hỏi trao đổi thì mình trao đổi thêm. Đấy. Trong web client thì các bạn express á, các bạn dùng cái express, cái thư viện gọi là cái middleware express á, thì các bạn có thể viết web bằng cái pub nè. Đúng không? Pub chứ. Con chó pub á, đúng không? Pub pub. Rồi EGS nè. Hay là handlebar ha. HBS nè, đúng không? Ba cái ba cái thư viện đó. Ok không? Đều được nhé. Thì thường các bạn sẽ quen viết HBS, có những người quen EGS, riêng PUC thì ít người quen hơn. Tại vì là cái code của nó không thân thiện với HTML các bạn. Ok chưa? Rồi, với cái môn này mình sẽ tập trung viết API cho anh này ha. Viết API thôi. Đó, mình sẽ tập trung cái này. Và ngoài ra thì mình còn chia sẻ thêm cái cơ sở dữ liệu. Thì trong này mình sẽ đây. Rồi, trong này mình sẽ đi vào cơ sở dữ liệu là mình học cái MongoDB. Và ở đây thì mình sẽ được cô hỗ trợ giới thiệu các bạn về cái NoSQL ha. Tức là mình có hai loại cơ sở dữ liệu đúng không? Một cái SQL, một cái NoSQL. Đó, thì mình sẽ giới thiệu với anh này ha. Tất nhiên thì trong quá trình đấy cô sẽ hướng dẫn các bạn vẽ ID hoặc cái gì đó. Được chưa? Ok. Rồi. Thì đó là mình sẽ định hướng cho cái môn này là cái này. Ok. Thì đầu tiên thì cài đặt thì không vấn đề gì rồi ha. Được chưa? Cô sẽ gửi cái hướng dẫn cho các bạn. Ok. Đấy. Sau buổi này cô sẽ tạo một cái group riêng chẳng hạn. Cô sẽ gửi cái hướng dẫn cài đặt cho các bạn ha. Nó cũng tương đối đơn giản nha các bạn, rất đơn giản luôn. Và các bạn tạo một cái gọi là một cái project Node.js. Đây. Đấy, tạo một cái project Node.js tạo sẵn từ cái express ha. Ok. Đấy, mình gọi là express generator đó. Mình phải instant nó. Thì cái này cô instant rồi. Nếu các bạn lỗi thì các bạn check lại xem gì. Cái này cô instant rồi. Nếu các bạn mà dùng cái MacBook á, đôi khi nó bị cấm quyền á, thì các bạn thêm cái chữ sudo ở đằng trước. Nếu bị cấm quyền ha. Với Mac. Nếu lỗi permission ha. Permission. Thì thêm cái sudo trước câu lệnh ha. Trước câu lệnh. Ok. Được chưa?
Đấy là nó cũng tương đối đơn giản. Các anh này xong rồi các bạn tạo project thì dùng câu lệnh này để tạo ha các bạn. Ok. Đấy. Rồi. Thì nó sẽ tạo ra các bạn một cái project như thế này. Đấy, tạo ra một cái project như thế này nhé, có cái cấu trúc thư mục như thế này. Ok, để cô add thêm các bạn doanh phi vào ha. Đấy. Ok chưa? Đó. Thì cái này cô sẽ demo luôn ha. Và các bạn chạy được cái phiên bản đầu tiên ha. Ok chưa? Đấy thì là cái bước đầu cài đặt rất là đơn giản thôi nha các bạn. Ok. Thì cô sẽ mở một cái thư mục ra. Xong mình sẽ tạo project ở trên thư mục đó ha các bạn. Ok. Mình mở cái thư mục ra ha. Lâu nào. Vào file, open folder. Cô mở cái thư mục là Node.js ha. Ok. Trong cái Node.js này á thì quấy. Rồi ok. Trong cái Node.js này thì cô sẽ tạo một vào terminal ha. Terminal có đây rồi, xóa cái terminal cũ này đi nhé. Xóa lại đi, mình đi một cái mới đi ha. Đấy. Thì cái cô sẽ tạo một cái project bằng câu lệnh là gì đấy? Express. Bởi vì là cái này cô đã tạo Express operator rồi, generator rồi, cho nên là nó sẽ có cái Express ha. Các bạn có thể gõ Express trừ H để check nó có tồn tại hay không. Nếu mà lỗi thì các bạn phải check lại mình đã cài thành công chưa nhá. Rồi cái này là trừ trừ view bằng cái gì đấy ạ? Bằng cái HBS hả? Bằng cái gì cũng được, HBS hay là PUG hay là gì đó tùy các bạn nhé. Đấy. Còn nếu là bạn nào mà muốn chạy EJS thì để thay cái chữ này bằng EJS ha các bạn. Đấy, đấy mình thay cái này. Ok, xong các bạn để tên project, ví dụ như cô để là xưởng thực hành ha. Ok, enter cái. Ok. Vậy là cô đã tạo xong cái xưởng thực hành. Đây. Thì cô sẽ vào lại cái này nhé. Một là cô sẽ nhấn CD vào cái xưởng thực hành để cô vào thư mục của xưởng. Nhưng mà trên cái code này nó nhiều quá, nhìn nó khó theo dõi đúng không? Với hai nữa cô bắt buộc cô phải CD cái thằng này. Thì ở đây cô sẽ vào một cái folder xưởng thực hành trực tiếp luôn, vào thẳng cái xưởng thực hành luôn ha. Đấy, cô vào xưởng thực hành luôn này các bạn. Open luôn ha. Ok. Đấy thì mình ở đang ở cái xưởng thực hành, cho nên khi các bạn new terminal thì nó nằm ở ngay xưởng thực hành luôn. Các bạn khỏi phải CD gì nữa. Ok chưa? Rồi. Ở đây thì các bạn có một cái package. Cái file này là file lưu cấu hình ha các bạn. Ở đây các bạn có là tên nè, project nè, version rồi. Có thể có mô tả description tùy mình. Trong cái script này các bạn tạo ra các cái script để các bạn run chẳng hạn. Ví dụ như cô tạo một cái script khác, ví dụ như là để hoặc là ghi chữ run, cô hay đi ghi chữ đó. Ví dụ các bạn cũng để nốt. Các bạn chạy muốn chạy cái gì, muốn chạy app JS cũng được luôn. Chạy thẳng cái app JS chẳng hạn. Đấy, chạy luôn vào cái app JS này chẳng hạn, ví dụ thế. Thì ở đây thì cái anh start đây này, thì anh vào cái bin, anh chạy cái bin và chạy cái www. Có vẻ là cô phải cứ add các bạn liên tục ha. Rồi, thì các bạn có thường nó sẽ chạy cái bin www này trước. Trong cái bin này nó sẽ gọi cái app. Ok không ạ? Và ở đây thì trong cái bin này á, nó có setup cái server. Ở đây là cái cổng, cái port của nó là để 3000 đấy các bạn. Và lúc mà nó chạy listen á, là nghe cái port đấy các bạn này, nó run để nó chạy cái server ha. Đấy. Thì các bạn chạy từ cái bin. Ok. Đấy. Dependency tức là nó chứa các cái gọi là các cái middleware ha các bạn. Đây, ở đây mình có lúc các bạn tạo thì nó có sẵn là một số cái middleware nè, Cooker Parser, Debug Express. Thì cái anh này là cái thư viện này nó chỉ là khai báo thôi. Hoàn toàn các bạn chưa được
chưa được add vào, chưa được include vào, thì bây giờ các bạn phải cài nó lên. Chưa được cài lên. Nếu cài lên thì ở đây nó sẽ có thư mục Node Module này. Đấy. Thì các bạn phải cài cái thư mục này lên. Để cài thư mục này thì các bạn gõ là npm instance là được ha. Ok, enter cái ha. Thì nó sẽ cài. Nó đảo về hết nha các bạn. Đấy. Nó sinh ra cái thư mục là Node Module này các bạn thấy không? Đấy, ok không ạ? Đấy. Thì cái nốt module này các bạn mà nếu bị lỗi hoặc bị gì các bạn xóa được nhé, xóa xong cài lại. Thì khi các bạn instant thì tất cả những thư viện các bạn khai báo trong này nó sẽ được cài hết. Thường khi các bạn đẩy cái code các bạn lên lên Git á, thì các bạn sẽ có người ta cho lựa chọn là có đẩy cái nốt module không. Nếu các bạn không đẩy nốt module thì các bạn sẽ thấy là cái nốt module này nó không có. Các bạn download trên Git về thì các bạn phải install lại để có được cài cái nốt module này mới chạy được nha. Rồi vậy là xong rồi các bạn. Mình chạy câu lệnh này. Npm run start ha. Để mình start cái server. Đấy, như thế này được cái server gọi là start thành công. Ok. Và cái server của mình là các bạn biết là web á, server của nó là localhost hoặc là cái IP. Thì server của web là cái localhost, rồi các bạn biết là với Node á thì nó có cái cổng, cái port của nó ngầm định là 3000. Ok. Cái cổng này các bạn hoàn toàn có thể đổi, nếu bị đụng cổng, đụng port thì các bạn đổi port khác. Nếu như là web HTTP mà cái web bình thường ấy không phải nốt thì nó sẽ là cổng của nó là 8080, cổng 80 các bạn. Các bạn làm PHP mà chạy web là cổng 80. Nhưng Node.js thì cổng của nó là thường ngầm định sẽ là 3000. Nếu bị đùng port thì các bạn có thể đổi port. Đổi thoải mái, sửa vào đây thôi các bạn nhé. Xóa cái này luôn để cái port luôn cũng được. Ok. Ok. Xóa cái này để port luôn là 3000 cũng được và có thể đổi cái port này thoải mái luôn. Ok. Còn nếu như port này bị đụng thì nó sẽ lấy cái port từ sau. Ok chưa? Rồi. Vậy là để chạy cái web này, các bạn vào các bạn làm gì ạ? À, các bạn gõ cho cô là localhost và cổng là 3000. Ok. Thì nó ra cái express này, welcome express này. Thì cái này là cái web ha các bạn. À, cái web nó nằm ở đâu ạ? Nó nằm ở view. Ok. Đây, cái trang nó chạy cái trang index này. Đấy. Nó HBS thì nó sẽ có một cái trang là trang layout. Trang layout thì cái phần này nè. À, cái trang này là trang chạy chính và nó sẽ nhúng cái này vào trang layout. Thì index không cần, trong index nó không cần phải khai báo cái doctype này nữa. Đó, các cái trang khác á, những trang khác khi các bạn gọi không cần phải gõ doctype nữa mà chỉ gõ cái phần nội dung đằng sau thôi. Và phần nội dung này nó sẽ được chèn vào đúng cái vị trí cái body này. Ok chưa? Đó là cấu trúc của cái HBS nhá. Ok chưa? Rồi. Vậy là bây giờ mình nhìn cô sẽ phân tích lại cái cấu trúc thư mục cho các bạn coi ha. Thứ nhất là mình có thư mục bin, cái bin này là cho phép nó chạy cái file này đầu tiên ha. Các bạn đừng quan tâm nó để đó thôi. Tôi chỉ biết chạy nó thôi, sau đấy nó sẽ gọi cái anh là app này các bạn này. Đấy. Hầu như sau này mình sẽ khai báo mọi thứ trong cái app này nhé các bạn. Đấy. À, cái thứ hai là thư mục view. Thư mục view là nó chứa các cái file HTML các bạn nhé. View là những cái giao diện các bạn tương tác được á. Cái này là web hả các bạn? Và các bạn mình không có học về cái web cho nên là mình bỏ cái phần này để mỗi chơi chơi cho vui thôi nhé, không đi sâu vào phần này. Thư mục public là thư mục mà chứa các cái file mà các bạn muốn hiển thị trên view á, ví dụ như image, JavaScript, style sheet, thì nó sẽ khác với các cái trang HTML bình thường. Tức là bình thường các bạn sẽ để trong thư mục image nào đấy xong các bạn sẽ gọi nó như không. Ở đây là các bạn để trong thư mục public và các bạn phải khai báo cái public ở đây. Các bạn phải khai báo cái public. Đây. Đấy, phải khai báo static.
static cái public này ra. Và khi các bạn gọi thì gọi thẳng image gì đó thôi. Không cần phải gõ public nha, nhiều bạn thêm chữ public không cần. Tại vì cái này các bạn đã được set static rồi, tức là set cái đường dẫn tĩnh rồi. Thì các bạn giả sử ở đây các bạn muốn gọi tới cái hình nào đó. Đây giả sử các bạn để cái img gì đó ha. Img. Cái này các bạn gõ là image set cái gì đó. Bây giờ trong này có cái hình gì đó. À không, chưa có hình đúng không? Set cái này là tên hình ha. Đó, ví dụ như thế, các bạn set cái tên hình .jpg. Tức là các bạn gọi thẳng luôn cái đường dẫn như thế này. Ok không ạ? Đấy. Thì là JavaScript cũng thế, style sheet cũng thế, không cần để chữ public luôn. À, nhưng mà bởi vì là mình không có dùng nó cho nên thôi à, mình cũng không quan tâm lắm ha. Bạn nào làm web sẽ quan tâm anh này, mình không không làm web ha. Để đó đã, vậy thì mình đi tới cái thư mục thứ ba, đó là root. Router đây các bạn, root thì root là gì? À root là một cái thành phần cũng của cái express thôi các bạn. À, tí nữa cô sẽ nói sơ một tí về express ha. Đấy, cái root là cái thành phần cũng của express ha, một cái method ha. Đấy. Thì cái root này cho phép các bạn có thể chuyển đổi từ cái trang này, cái hot, cái path đường dẫn này sang một đường dẫn khác, tức là nó gọi là trang transition á, transition nó chuyển á. Đấy. À, và nó có với cái root á, nó có ở cái này rất là quan trọng này, nó là cái phương thức. Phương thức này bình thường web nó có hai phương thức thôi. Đó là get hoặc là post. Nhưng mà bởi vì các bạn viết API cho nên nó sẽ có thêm là put, delete. Đúng không? À, rồi gì ạ? Có update không? Này, nó có mấy cái phương thức đúng không? Đấy, các bạn nhìn nào. Nó có là post, put, delete nè. Đấy. Paste, hit, mấy cái này ít dùng lắm. Nó dùng mấy cái này thôi. Thì nó là khi các bạn viết API ha, khi các bạn viết API. Còn bình thường web bình thường á, các bạn HTTP web bình thường á thì nó có hai phương thức là get và post thôi. À, khi các bạn làm web các bạn phải hiểu thế nào là get và thế nào là post. Ok không? Đấy. Rồi. Cái đối số thứ nhất của nó này là cái path đường dẫn. Và mình truy xuất tới cái root thông qua cái đường dẫn này. Cái đối số thứ hai là một cái callback function. Cái này cô gọi là một cái function ha, callback function. Thì trong cái function này có 3 tham số, nhưng các bạn quan tâm hai tham số này trước, tham số next các bạn quan tâm sau ha. Thì tham số thứ nhất gọi là request và tham số thứ hai được gọi là respond. Vậy thế nào là request và thế nào là respond? Thì các bạn phải hiểu như thế này nhé. À, để cô sẽ vẽ, để vẽ trên guộc hơn hay là vẽ trên đây. Đây, cô vẽ trên guộc trước ha. Đây đi ha. Vẽ trên guộc, vẽ pen đi ha, pen đi ha. Pen đi ha, pen cho dễ ha. Rồi, cô vẽ trên cái pen này nè. Đây. Thì nhắc đến request respond thì các bạn phải hiểu cái này, nó liên quan đến khái niệm là client và server. Giả sử các bạn đang có một cái server của Node ở đấy ha. Mình gọi nó là server ha các bạn. Đây. Mình gọi nó là server. Server này là có thể là Node hay là cái gì đó cũng không quan trọng, nó chỉ biết là cái server. Cái mà cô đang chạy cái localhost ấy. Đó, cô chỉ biết là cô đang có một server ở đây. Và giả sử cô có một trang web bất kỳ. Cái này cô gọi là client. Ha. Cái này cô gọi là client. Ví dụ như cô có một cái trang, cô gọi là client. Ví dụ như là cô có một cái trang login đi ha các bạn.
Cô cụ thể luôn cho các bạn biết này. Cái gì mà chạy trên browser của các bạn nó chính là client. Cô có một cái trang login ha. Cái này có là username, có cái password, đúng không? Username, rồi có cái password, rồi ở đây có một cái button là login, đúng không? Đấy, nó vậy đó. Ok, giả sử cô có cái form này. Đấy, mình vẽ chơi chơi cho vui ha. Ok. Cái login của cô đâu rồi? Ok. Đấy, mình có cái login chơi chơi cho vui vậy đó. Thì bây giờ thế này nhé. Các bạn gõ username vào đây, gõ password vào đây ha. Đúng ạ, gõ username vào đây, gõ password vào đây. Xong đấy, các bạn nhấn submit, nhấn login. Thì nó sẽ gửi cái dữ liệu này nè. Nó sẽ gửi lên server. Thì ở đây mình gọi là gửi một cái request. Tức là mình gọi là request các bạn nhá, request lên server. Đấy, mình gọi là request ha. Đấy. Thì khi các bạn gửi một cái request lên thì nó sẽ gửi cái dữ liệu lên này các bạn, toàn bộ dữ liệu trong cái form này nó được gửi lên. Thì tôi gọi nó là request. Server nó check database, nó làm gì đó, nó xử lý ha. Nó check xem cái username password này có tồn tại trên database hay không. Đúng không ạ? Xử lý xong nó sẽ trả về kết quả. Trả về ở định dạng reason hay trả về gì tôi không biết, chỉ miễn nó trả về kết quả. Thì cái kết quả trả về này nè, thì mình gọi nó là respond. Respond là trả về đó các bạn. Request là gửi lên, còn respond là trả về. Đấy là cơ chế làm việc của client server bất kỳ nha các bạn. Cứ cái này nó là client cho cô. Cái này là client. Cái ông này là ông server. Còn viết bằng ngôn ngữ gì tôi không biết, nhưng web client là cái trang trang mà nằm trên browser các bạn ấy. Còn ví dụ mobile ấy, thì client chính là cái giao diện mobile, giao diện Android, giao diện React Native các bạn ấy. Hiểu không ạ? Thì cứ trên giao diện React Native, trên giao diện Android thì cái đấy tôi gọi là client. Các bạn gọi API, các bạn call nó, các bạn gửi tới thì nó sẽ send lên server. Và server đương nhiên server của mình đang là node. Ok. Đó. Thì đó là khái niệm request và response. Vậy thì có nghĩa là gì ạ? À, request là nhận dữ liệu đầu vào thôi. Còn response là trả về đây, response render tức là tôi trả về. Tôi render trang index. Tôi trả về và cái biến của tôi là biến title, tôi gửi theo thôi, tôi gửi cái biến title này đi theo. Hiểu không ạ? Đó, và trang index tôi nhận được. Hiểu không ạ? Đấy. Rồi, đó là cô vừa nói về khái niệm request và response. Ok không? Bây giờ mình nói tới một khái niệm. Đó là get và post. Get và post ha. À, các bạn không thể nào mà không biết get và post được, phải biết ha. Viết API là phải biết, viết web là càng phải biết luôn. Method là cái phương thức của nó sẽ là get hoặc là post, đúng không? Và nếu như các bạn viết API thì có put, đúng không ạ? Rồi có delete. Đó, ví dụ như thế. Thì get post của nó với web trước ha, put delete thì nó là hai cái phương thức để các bạn hai cái method để các bạn viết API để put dữ liệu và delete xóa thôi. Rồi bây giờ quan trọng nhất là get và post này các bạn này. Thì khi các bạn làm web thì giả sử như cô tạo một cái view ở đây trong cái index nha, cô tạo đại các bạn nhìn nhé. À, nó chạy đấy, nói tạo đại nhưng nó chạy đấy, ví dụ thế. Giả sử như cô làm cái form login ha các bạn. Form đó, action. Action là gì đó mình tính sau ha. Action là cái đường dẫn, cái path của các bạn sẽ gọi tới cái route đó các bạn mà mình nói sau. Rồi method của nó sẽ là một là get hay là post. Ok. Nếu không nói gì cả thì nó ngầm định là get nha các bạn không thể khai báo đây.
Default của nó sẽ là get. Ok. Đấy, giả sử cái này cô để get đi. Trong form này cô sẽ để username và password ha các bạn. Đây, input này, thẻ P đi. Đó, input type bằng text đi ha. Đó, name bằng txt, username. ID đặt không sao. Rồi P cái nữa ha. Rồi input 2 chấm cũng text. Password thì mình để là password ha. Cũng được ha. Name của các bạn cũng để txt password. Đấy, có để cho vui thôi. Các bạn có một cái thẻ nữa. P giả sử như là input không phải button luôn đi ha. Button. Đấy là login đi ha. Cái này có cái type của nó. Không nói gì thì nó hiểu là submit. Mà muốn cho nó không submit thì để button. Không thì để nó để submit. Hả? Ngâm đình nó là submit rồi. Ok, các bạn có thể chạy này. Các bạn sẽ để ý là muốn chạy lại ông này á. Đây. Đây các bạn để ý nha. Đây các bạn refresh ha. Thì đây code của nó đây. Nhưng mà cái này chỉ phía client thôi. Các bạn muốn nhảy lên server, nếu mà sửa server, muốn nó chạy server được á, thì các bạn phải restart lại ha. Bây giờ các bạn đấy mới sửa phía trên này thì nó chạy bình thường, còn nếu mà sửa root các thứ á, nó không chạy đâu. Sửa root các thứ nó không chạy đâu, mà sửa root thì các bạn bắt buộc phải restart. Bây giờ các bạn để muốn không restart á, nó tự động restart khi các bạn save á, thì các bạn sẽ cài thêm cho cô một cái thư viện là một cái nốt mon nha. Đây cô thoát ra ngoài trước này. Ok. Đấy, cô thoát ra ngoài cô cài cái nốt mon ha. Đây, cái nốt mon là đây instant nha, npm này instant này, --- save này, nốt mon này. Ok. Cái này cô có ghi ở trong cái file hướng dẫn rồi. Đấy. Ok. Rồi, cài xong cái nốt mon các bạn để ý trong package đó, nó có cái nốt mon ở đây rồi ha. Rồi đây các bạn muốn mà cái này chạy nốt mon đó, các bạn đổi cho cô cái này thành nốt mon ha. Thì bây giờ các bạn run này, các bạn thấy là npm start á, run nè, start nè. Thì nó chạy luôn cái nốt mon. Và các bạn để ý là khi cô đổi cái gì đó trên index này nè. Ví dụ như là router root.get. Cái này cô làm phương thức get login đó ha. Đấy, login. Đó. Function. Ok, request. Respond. Next có cũng được, không có cũng được nhá. Từ từ mình sẽ bàn cái next sau. Ok, mình lưu lại thì nó tự động nó restart đấy các bạn. Ok. Mình không cần phải restart nữa. Ok chưa? Rồi. Vậy thì cái trang này đúng không ạ? Bây giờ nhìn nhé, nếu như cô mà gửi bằng phương thức get nè, vậy cô gọi đúng cái thằng mà login này nè, vậy thì cô sẽ sửa đây nè các bạn nè, cái action này nè, cô sẽ để là chấm sẹt nè, đúng không? Là cái đường dẫn của mình là đường dẫn gì ạ? Đây, cái này nó hơi lằng nhằng, tại vì các bạn chưa... Lúc mà cô dạy cô không dạy cái này. Cái này cô demo cho các bạn coi cái phương thức get post thôi. Đây nha, lúc cái app của mình gọi tới cái muốn gọi tới cái index thì mình ở đây trong cái app của mình sẽ là khai báo gì đấy ạ? User đúng không? Sẹt thôi. Ok. Vậy thì khi gọi từ index thì các bạn chỉ cần là gọi localhost là nó đã chạy index rồi. Và cô không để gì cả thì nó sẽ gọi cái hàm này. Bây giờ cô thêm cái chữ login nữa thì nó sẽ gọi tới cái login. Vậy thì ở trong index này nó cái này nè, cái action này nè, nó sẽ gọi tới cái path kia. Thì các bạn có thể gõ là http 2.//localhost 2.3000 rồi //login cũng được, nhưng mà làm như thế thì nó không ok. Nó không có hay, nó vẫn chạy bình thường nha. Các bạn không tin các bạn thử chạy nè. Nhấn login cái. Khoan, cái này chạy cái
Localhost, search login. À rồi, ok. Thằng này chưa làm gì, xin lỗi các bạn. Thằng này chưa làm gì cả, nó login mà chưa làm gì cả. Thì ở đấy thì các bạn nó chạy cái này thì các bạn render index đi. Cũng render index luôn. Mà trả về cái title là chữ login cho cô ha. Đấy, ví dụ như thế. Ok chưa? Mình chạy lại nhá. Đây, refresh cái nha. Đó. Thì giả sử cô login cái thì nó đã render rồi đó, nó nhảy tới cái anh này rồi đó, login rồi đó. Ok chưa? Và nó thay chữ login này thôi. Ok. Đấy, thì ở đây là ý là gì ạ? Khi các bạn không có gì cả. Đây, nó truyền get này các bạn thấy không? Từ từ cô nói sau. Nếu các bạn không có gì cả thì nó chạy tới cái root nó không có gì thì nó chạy tới cái hàm này. Tức là phương thức get nó chạy tới hàm này. Nhưng nếu như tôi cũng gọi bằng phương thức get nhưng mà tôi gọi tới login. Đây. Nó sẽ nhảy tới cái hàm này. Và cái gọi của tôi gọi ở đâu? Gọi ở đây. Nhưng mà như này thì lộ thì ghê kỳ quá, không thể nào gõ cái localhost được. Các bạn để cho cô cái sẹt login ở đây. Đúng không ạ? Chạy lại. Đây. Chạy lại ha. Rồi login. Đó, nó ra cái login ha. Thì ở đây các bạn chỉ cần sẹt cái login là được ha các bạn. Ok, chỉ cần sẹt login là được. Rồi. Ok, bây giờ mình giải thích cái phương thức get này. Nhìn nào. Nếu ở đây các bạn để cho cô là phương thức get thì nó sẽ coi hai anh này là hai anh mà có name này các bạn này, có name nha. Được coi là hai biến. Và nó truyền hai cái biến này vào đâu? Nó truyền hai cái biến này vào phía sau. Đây. Cái chữ login. Đấy, cái path của cô. Sau cái path của cô nó có chấm hỏi này. Take the username này bằng n, take the password bằng. Rồi, ok, cô gõ nha. Username cô để Hương TT. Password cô để 123. Cô login cái nè. À, not now. Rồi, nó hỏi cô có save không? Đấy, nó truyền vào các bạn nè. Có phải là cái cô vừa nhập là Hương TT và password là 123 không ạ? Đấy. Vậy cái phương thức này của cô nó sẽ là phương thức get. Và khi gọi phương thức get thì nó đẩy cái dữ liệu vào đây. Và các bạn hoàn toàn có thể lốc được dữ liệu ra ở trong này. Các bạn có thể lốc được dữ liệu ra ở đây. Ok. Rồi. Cô chưa nói đến cái lốc vội nhá. Cô chỉ mới nói tới là cái phương thức get nó truyền dữ liệu kiểu gì thôi. Ok. Còn nếu như các bạn đổi thành cái phương thức post, thay vì get cái này các bạn đổi là post. Rồi nhìn nha. Thì ở trong cái root này nè, nó phải tìm cái anh post để nó thực thi. À, vậy là không có cái post nào là không được nha. Vậy không có post nào là nó không biết thực thi cái gì nè. Cô chạy từ đầu nè. Vậy khi cô nhấn login, cô vẫn nhấn là hướng TT123 đi ha. Cô nhấn chữ login nè. Rồi. Not nào này. Nó bảo là nó không tìm thấy. Not found. Tại vì là cái root này nó không tìm thấy cái anh post nào cả. Nó kiếm cái anh path tương ứng là login và method post nó không tìm thấy. Cho nên lập tức nó bảo lỗi. Vậy thì bằng cách là tôi sẽ sửa sao ạ? Nó phải gọi đúng phương thức nha. Khi nào get thì nói phương thức get. Bây giờ có copy đồng chí này. Cô thay cái này là post thôi. Đây. Vậy là nó sẽ tìm thấy nha. Và nó cũng render đây cô. Cô đổi cái đây các bạn nhìn nha. Method post. Để các bạn phân biệt giữa cái trên ha. Rồi chạy thử nè. Back lại nhá. Refresh đi ha. Rồi. Hương TT cũng gọi cho vui thôi ha. Các bạn không nhìn thấy đâu. Rồi login cái nè. Nó nào nè. Có phải nó đã nhảy sang phương thức post rồi. Và các bạn đưa con trỏ lên đây nè. Các bạn sẽ thấy là chỉ có chữ login thôi. Không có dấu chấm hỏi đằng sau nữa. Có nghĩa là cái dữ liệu nó được ẩn đi. Nó vẫn gửi đi. Nhưng mà dữ liệu nó ẩn. Nó không để ở trên cái get nữa. Đây. Phương thức post. Khi các bạn gửi form đi bằng phương thức post. Gửi form đi bằng phương thức post thì nó sẽ ẩn đi. Ẩn cái dữ liệu này đi, vẫn truyền nha, nhưng mà ẩn đi. Vẫn gửi lên, nhưng mà ẩn đi. Còn nếu mà gửi bằng phương thức get thì nó sẽ sâu ở trong cái này.
Và có một cái đặc điểm rất là hay như này các bạn nhé. Có 3 cách để các bạn truyền bằng get, nhưng chỉ có một cách duy nhất truyền bằng post thôi. Một cách duy nhất truyền bằng post tức là các bạn truyền từ form. Còn cách mà các bạn truyền bằng get thì có 3 cách. Cách 1 là các bạn gõ địa chỉ, gõ gõ cái path á, từ cái address của browser. Đấy, có nghĩa là gõ như nào? Gõ thẳng vào đây. Đây, tôi gõ như này thì nó đang gọi phương thức get đấy. Không tin thử nhá. Tôi get tiếp này. Mình test thoải mái mà, copy đi ha. Get tiếp này. Get bây giờ là test thôi. Test get thôi, test cho vui thôi. Đấy. Đang test. À thôi, test get from from address. Ok. Rồi, bây giờ tôi gõ cái này cho các bạn coi ha. Lại gõ từ đây nè, xẹt cái gõ đường dẫn từ đây thì chắc chắn nó phải gọi phương thức get. Thấy chưa? Đấy. Chắc chắn nó gọi phương thức get. Vậy thì nó có một cách là nó gọi từ browser. Ok. Rồi cách thứ hai. Cách hai là method, dùng cái method bằng get từ form. Đấy, từ form này nè. Đấy, thay vì method bot thì để get thôi. Cách thứ ba. Đấy, cách ba. À, cái này là gõ đây các bạn nè. Thẻ. Thẻ A. H. À, thẻ A đi ha. Href. Xẹt gì đó. Xẹt login. Chấm hỏi. Được không? À, txt username. Username bằng tt and pass. Password. Đặt gì cũng được, tôi đặt giống thôi. Các bạn không cần đặt giống nha, tôi đặt cho vui á. Bằng 123. Đấy. Ok. Go to phường tt. Ví dụ thế. Thì tương cách thứ ba là từ thẻ. Từ thẻ A. Href thôi. Đó, có cách thứ ba không tin chạy thử. Chạy liền. Chạy liền ha. Rồi go to hướng tt cái thì nó cũng nhảy đó, nhảy sang cái login này, phương thức get này và dữ liệu truyền đây rồi các bạn này. Đó. Hay không? Nghĩa là cái phương thức get các bạn có 3 cách để gọi nó, 3 cách để sử dụng nó như post á, chỉ có dùng ở form thôi. Dùng ở form thôi, nếu là web nha, nếu là web. Dùng ở form thôi. Cho nên các bạn rất lưu ý, các bạn có thể linh động để dùng thoải mái. Linh động để dùng thoải mái nha. Ok, không vấn đề gì. Vậy là cô đã giải thích cho các bạn hiểu rõ phương thức get và phương thức post. Nếu gọi phương thức post thì nó sẽ nhảy tới cái post và nó map với cái path này nè. Thì nó sẽ thực hiện cái route tương ứng. Đó, nếu mà get mà cùng với cái path thì nó nhảy tới cái route tương ứng. Đấy. Cho nên các bạn thấy là khi các bạn có hai route giống nhau nhưng mà phương thức get thì khác, phương thức post khác đều ok nhé. Đấy. Tránh trường hợp là có hai get giống nhau mà lại hai get mà hai cái đường dẫn này giống nhau là không ok ha. Đấy, gọi là nó không biết là nó đang gọi cái gì. Đúng ạ? Đấy, nó đang confusing á, nó không biết nó gọi cái gì ha. Rồi. Ok. Ổn không các bạn? Thì bây giờ các bạn quay lại một xíu này. Thì đang cái đà cái này, cô sẽ lấy là post thì lấy như thế nào và get thì lấy thế nào ha. Đấy, giả sử như index của các bạn nhá, cô khóa cái thằng này lại nó khỏi rối nè. Đây. À, các bạn đang truyền login vào phương thức get. Đúng không ạ? Thì bây giờ làm sao để các bạn lấy ha? Chạy bình thường nhé các bạn. Quan trọng là làm sao để các bạn lấy dữ liệu đây. Ví dụ cô gõ hướng tt thì các bạn bên kia các bạn phải lốc ra được cái chữ hướng tt đúng không ạ?
Thì ở trong cái root này nè, nếu các bạn truyền bằng phương thức get, response nó trả về ha. Đấy, các bạn mà truyền bằng phương thức get á, thì các bạn lấy bằng cách như này ạ. Nó là lấy dữ liệu các bạn gửi lên thì đương nhiên các bạn phải dùng cái request để lấy. Các bạn trả về thì response, dữ liệu gửi lên thì request. Các bạn lưu ý cho cô này, hai cái đối số này rất là quan trọng. Đối số thứ nhất là request, đối số thứ hai là response. Các bạn đặt A, B gì cũng được. A thì A phải là request, còn B cũng phải là response. Chứ không thể nào mà để nếu như bạn để là response ở đây, request ở đây, chạy lỗi ngay. Không tin tôi chạy lỗi ngay. Ha. Chạy thử nha. Chạy thử nè, nhấn nè. Lốc xin cái lỗi ngay. Response.render is not a function ngay nè, lỗi ngay nè. Vậy là render nó không phải thuộc cái thằng này. Mà render thuộc thằng thứ hai. Đấy, cho nên là cái vị trí nó quan trọng hơn là cái tên nha. Như các bạn tưởng là cứ response là tên, con response đặt ở đâu cũng được, không phải. Vị trí thứ nhất là request, response phải là vị trí thứ hai. Thì cái vị trí tức là cái đối số đó rất là quan trọng luôn. Đó. Ok chưa? Rồi. Thì bây giờ cô để lấy dữ liệu cái anh này á thì cô dùng request.query. Các bạn lốc thử coi request.query nó trả về cái gì. Nó trả về một tập hợp nha các bạn. Một tập hợp. Ok. Nó gồm username và password á. Cái dữ liệu này gửi đến như thế nào thì nó sẽ lấy ra được như thế. Rồi bây giờ tôi chạy cái này nhá. Phường TT 123 đi ha. Ai mà giờ này vô trời. Đâu. Rồi áo rồi. Ê, khuya rồi nha, 11 giờ sắp nghỉ rồi, đừng vô nữa. Rồi, cô lốc xin cái này. Ok, not now nè. Ở trên này nó vẫn là truyền ở bằng get nha. Rồi lấy về nè. Coi nha. Mình coi nó có lốc không các bạn nhé. Đây, nó lốc ra một cái object này. Là text, username, hường tt và password là 123. Các bạn thấy không ạ? Đấy, nó là một object. Thì bây giờ nó trả về cái gì thì mình lấy ra cái đó. Vậy là cô muốn lấy ra thì cô lấy sao này? Cô dùng cái destructuring á, object của lấy ra, constant. Let hay constant gì cũng được ha, text username. Rồi phẩy text password. Rồi bằng request.query là xong. Và ở đây các bạn có thể lock từng cái biến độc lập luôn. Cái này cô gọi là cái destructor object đó các bạn. Destructor. Các bạn học ở JavaScript nâng cao á. Đó. Object ha. Rồi các bạn có thể lock nó ra được. Username riêng, password riêng. Và sau đấy các bạn muốn làm gì thì làm. Đúng không ạ? Text user. Ôi copy cho nó nhanh ha. Đó, lock text password. Ok. Rồi, chạy thử nhé. Back lại. Đấy. Cái này ví dụ như là ai ạ? Ngọc Huy. Đúng không? Đó, Huy Ngọc. Lock xin cái. Rồi, ở đây nè. Ngọc Huy, lấy từng biến nhá. Huy Ngọc, ok chưa? Được chưa? Đấy, thế thôi. Đó là cách lấy với lấy. Các bạn lấy là các bạn xử lý được mà. Lấy biến rồi các bạn có thể insert, update, delete. Các bạn có thể lấy dữ liệu xong, các bạn có thể là đăng nhập, đăng ký, đổi mật khẩu gì đó, các bạn thoải mái. Các bạn quan trọng nhất là biết được cái phương thức để lấy nó và cách để dùng nó, thế thôi. Ok. Đấy, rồi. Còn lấy post thì lấy ngược lại với anh này là request.body thôi. Đấy, cái này thay vì query các bạn để body thôi, đơn giản vậy thôi. Và cũng lock như này thôi các bạn.
không khác gì, chỉ thay cái này bằng chữ body thôi các bạn. Ok chưa, giống nhau nhá, chỉ khác cái cách để lấy thôi. 123 login đó, và các bạn lock ra này, Ngọc Huy 123 đó, lấy bằng phương thức post đó. Rồi có một cách truyền nữa là truyền param nữa các bạn á. Truyền param thì truyền như thế này, parameter á thì truyền như thế này. Ví dụ như là nó sẽ gọi trực tiếp vào đây luôn á. Đây, phương thức get cũng được, truyền parameter, dùng get đi ha, get post gì cũng được nhá. Bây giờ tôi dùng get đi. Cái gì ạ? Router ha, chấm get. Rồi param demo ha, param này, sạc này. Ví dụ như là cô muốn truyền cái ID đúng không? Phải function request response. Bạn nào lười gõ thì copy thôi. Ok. Rồi. Đấy, render cho nó chạy nhé, render cho nó chạy, không thì nó không ra gì. Một là respond ra cái reason, hai là render ra ha, respond ra reason cũng được. Hoặc là các bạn cho render cho vui ha. Cái này là path by parameter ha, tham số ha. Rồi bây giờ mình nhận kiểu gì ha các bạn? Mình nhận kiểu gì ạ? Thứ nhất là dùng cái request.par param lock lại nhá, lock lại bình thường, lock lại bình thường ha. Có copy nè, request thay cái này thì các bạn để là param có chữ s nha. Rồi lock ra thôi ha, tôi lock cái này cho các bạn. Rồi cách lấy thì tương tự. Rồi khi khi cô gọi này, khi cô gọi này param này, sạc nhá, localhost này các bạn, khi cô gọi các bạn để ý cô gọi này. Ôi trời ơi. Đây. Thì ở đây cô sạc cái param nè. Sạc cái param nè. Xong cô sạc cái ID là PS PS 0001 đi ha, enter cái. Thì để nó sẽ lock ra cái ông PS 0001 nè. Được chưa? Các bạn có thể truyền nhiều param. Sạc cái nữa, một cái param nữa thoải mái. Param nào nó lấy param đó. Ok không ạ? Name ha, name. Ok, ở đây các bạn thêm cho cô cái nữa, xét cái nữa, name là Trịnh Công Huy ha, enter. Rồi ID P01 name Trịnh Công Huy, có dấu cách nữa nó vui. À quên sorry, nhảy đi à. Ôi chết rồi, cái này khoan, từ từ cô coi lại cái này. Cái này mà truyền cái kia không ổn ạ. Truyền cái có dấu cách không ổn ạ. Dấu cách trong này nó có, này nó là cái ký tự gì ta, và 20 hả? Có cái kiểu cách, có cái ký tự để phân biệt cái phần trăm bao nhiêu á, có dấu cách ha. Chứ để không ổn á. Đấy, các bạn truyền vào ha. Rồi. Thì cũng tương tự như mấy cách trước thôi. Chỉ có điều cái này gọi bằng parameter thôi. Có nghĩa là thế này các bạn nhá. Các bạn có một cái form rồi. Các bạn truyền rồi. Bây giờ các bạn muốn thêm một cái vài tham số nữa để các bạn xử lý ngoài hoặc là xử lý thêm. Các bạn không đổi cái form đấy, các bạn xử lý thêm thì các bạn có thể dùng cái này. Chứ không lẽ bây giờ các bạn làm post xong các bạn có cái form, các bạn có hai trường, các bạn chỉ có truyền hai trường thôi, bây giờ tôi muốn truyền một cái biến khác thì tôi phải làm cách nào? Tất nhiên là có mẹo nhé, HTML nó có mẹo, nhưng mà param nó là một cái cách khác để các bạn bổ sung thêm một vài cái biến mà các bạn muốn muốn làm, muốn bổ sung vào để các bạn tính toán hay cộng trừ nhân chia làm gì đó, hiểu không ạ? Đấy, thì vậy các bạn để ý này, một là các bạn truyền phương thức bằng get, bằng post và có cách lấy query body, request.body.
Và có cách nữa là các bạn truyền bằng parameter, các bạn truyền bằng request.param. Và đây là cách để các bạn lấy, cô vừa hướng dẫn các bạn cách bạn truyền và cách các bạn lấy nhá. Ok không? Rồi, nhá.